Thư sư con có nghe sư nói nếu phạm giới trộm cắp sẽ không thể chứng được thánh quả. Sư cho con hỏi không thể chứng trong kiếp hiện tại hay là không thể chứng trong nhiều đời nhiều kiếp về sau ạ? Và nếu lỡ đã phạm thì phải sám hối như thế nào? Con cảm ơn sư. Thưa với quý vị, cái này là theo cái suy luận cá nhân của sư ha. Là cái nghiệp mà mình trộm cắp nó sẽ có thể là cho cái quả là tái sanh làm cái người lạc vô nhân hoặc là cái người nhị nhân, tức là mình sẽ nó cho cái quả là mình không thể sanh là cái người tam nhân, mà bởi vì không phải là người tam nhân cho nên mình không thể chứng được thánh đạo thánh quả. Chứ còn khả năng là nó là cái quả báo cho đời sau chứ không phải là quả báo cho cái kiếp hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều những trường hợp những người trước khi xuất gia là những cái người mà trộm cướp, làm cái nghề trộm cướp. Ví dụ như là vị Sa Di Chích Tá đã tế độ 500 tên cướp ở trong rừng. Thì 500 người này đã trộm cướp thì đương nhiên là sẽ phạm cái giới là trộm cắp. Thì như vậy vị Sa Di này sau khi tế độ 500 tên cướp này trở thành một cái vị xuất gia, sau đó tu hành vẫn chứng đắc được đạo quả. Thế cho nên là đối với cá nhân của sư thì sư cho rằng cái nghiệp mà không thể chứng được thánh đạo thánh quả là nghiệp của đời sau kiếp khác chứ không phải là nghiệp của đời này. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình coi thường, bởi vì đời này là cái nghiệp nó chưa kịp trổ thôi. Thì nếu mình lỡ thì lo mình tu ráng mình có thể chứng đắc trong đời này, chứ còn không thì đời sau mình sẽ vô duyên đối với sự chứng đắc. Còn quý vị muốn sám hối như thế nào thì do cái nghiệp trộm lấy của không cho này là nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng sanh khác, cho nên là cách tốt nhất thì mình trộm cướp với người nào, mình đã từng làm lỗi với người nào thì mình sám hối trực tiếp với người đó. Hoặc là mình trở thành một cái vị xuất gia. Bởi vì một cái người xuất gia thì khi đó đó vị đó coi như là mình đầu thai làm một cái kiếp sống mới. Sư nghĩ chỉ có cách đó. Bởi vì như trong trường hợp là 500 tên cướp mà xuất gia thì vị Sa Di Chích Tá đó, thì chỉ có trong trường hợp như thế thì 500 vị này mới có khả năng chứng đắc đạo quả. Chứ còn nếu như mà ở trong cái vai trò là cư sĩ thì sư e là khó lắm. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị, thì vừa rồi Đại Đức Hạnh Toại vừa phân tích cái khía cạnh mà phạm giới trộm cắp ở cái phương diện là một cái người cư sĩ, một người cư sĩ thưa quý vị. Nhưng mà phải nói rõ, Đức Hạnh Tại có nói rõ cho quý vị, quý vị phải lưu tâm nha. Có nghĩa là cái vấn đề mình trộm cắp á, cái đối tượng mình trộm cắp á, nó không phải là những cái vấn đề trộm cắp mà gọi là đặc biệt. Tại sao chưa nhấn mạnh chưa đặc biệt ở đây? Đặc biệt là như vậy thưa quý vị. Có một loại trộm cắp đặc biệt như vậy có hai loại. Chính xác là có hai loại trộm cắp mà đặc biệt như vậy. Mà chắc chắn nếu quý vị vướng vô hai cái loại trộm cắp này là ngay trong cái kiếp đó, là quý vị hoàn toàn cắt đứt cái con đường đạo và quả quý vị luôn. Đó là cái gì? Một cái loại trộm cắp thứ nhất mà Đức Phật đó, Ngài đưa vô 11 hạng người. Là một hạng người này là không thể xuất gia, mà nếu xuất gia thì phải trục xuất,
Mà 11 trong 11 hạng người này nè, là cái hạng người này là trong Melinda Vấn Đạo cũng có đề cập là khi mà phạm vô là ngay trong chức đó không thể đắc. Đó là loại gì thưa vị? Đó là trộm cắp tăng tướng thưa vị, trộm cắp phẩm mạo, chính xác là trộm cắp phẩm mạo của một vị tỳ kheo đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị này tự đắp y rồi đi đến hội chúng tỳ kheo tăng và tự nhận mình là tỳ kheo, thì đây là phạm vô cái gọi là trộm cắp tăng tướng. À, khi mà phạm vô cái này là ngay trong cái thời điểm đó là khi mà đã, nếu mà đã cho tu tu không biết cho tu thì phải trục xuất. À, và cũng không có đắc đạo và quả gì cho cái luôn, tại vì tội rất là nặng. Và cái một cái đối tượng mà trộm cắp mà đặc biệt thứ hai á, mà cũng không có thể đắc đạo quả ngay trong kiếp đó luôn á, đó là một vị tỳ khưu phạm vào cái điều Parachikka thứ tư. Parachikka cái thứ tư là điều gì thưa quý vị? Đó là điều mà khi mà không đáp không đắc các pháp thượng nhân mà lại khoe các pháp, khoe là mình đắc pháp thượng nhân đến với người cư sĩ để họ cúng dường lợi lộc. Có nghĩa là mục đích đó, mục đích là không đắc mà nói là đắc để cho người ta cúng dường lợi lộc để mình thụ hưởng đó. Bởi vì khi mà sư nói đây thì có lẽ một số vị mà khi xem này cũng sẽ thắc mắc, ủa tại sao mà cái bốn người này nè, trong khi là bốn trong bốn cái bất bất công chủ thì cái thứ hai là cũng phạm trộm cắp đó, mà sao lại đề cập cái thứ tư này? Là vì sao? Thưa quý vị, là cái thứ tư này nè là cái đặc biệt là như thế nào? Bởi vì khi mà nói về cái tội á, mà khoe pháp bạc câu nhân á, mà không đắc á, thì sao á, thì Đức Phật có đề cập đến năm cái loại cướp mà lớn nhất thế gian. Thì ở đây năm loại cướp mình rất là dài, nên sư sư ở một câu hỏi khác sư sẽ trình bày thôi, nhưng không có thời gian. Nhưng mà đại loại cướp thứ năm, ở đoạn thứ năm á, thì Đức Phật này có nói gì? Này các tỳ khưu, trong thế gian bao gồm cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa môn Bà la môn, chư thiên và loài người, kẻ cướp lớn đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân không có thực chứng. Điều ấy có lý do thế nào? Này các tỳ khưu, các ngươi đã ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. Đó là kinh chích, đó là cái đối tượng mà trộm cắp đặc biệt thứ hai. Và cái đối tượng đặc biệt trộm cắp thứ ba là cũng nói về cái vị tỳ kheo mà phạm vào cái giới trộm cắp trong bốn bất cộng trụ thưa vị. Nếu mà phạm đúng đủ chi pháp đó, thì người đó là ngay trong thời điểm đó, ngay trong kiếp đó là cũng không có đắc được đạo và quả luôn. Cho nên một lần nữa là xin quý vị cũng lưu ý về ba cái vấn đề mà nói là khi mà phạm vào trộm cắp, ba cái vấn đề đặc biệt này, để khi mình có là người cư sĩ hoặc là mình làm vị tỳ kheo thì mình cũng nên lưu ý, mà khi mà phạm vô thì ngay trong kiếp đó mình đạo quả mình sẽ bị cắt. Rồi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung cái chi tiết quan trọng ha, là có một số cái việc mà mình trộm cắp là mình coi như mình thua luôn ngay trong đời này chứ không cần phải đợi đến đời sau. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.